Ôi anh ơi, 100% rồi, 100% mấy em. Từ từ, 100% từ rồi. từ cái gì ngồi xuống đã, máy mày là 100% cái gì hay mày nợ cái gì? Không em nợ cái gì đâu, ui máy em CPU 100% rồi, đơ cứng luôn không hoạt động được cái này. Ui giời tưởng gì, có mỗi cái treo CPU 100% thôi mà, lại đây anh chỉ cách khắc phục cho. Vâng. Đầu tiên thì chúng ta có thể kiểm tra nguyên nhân nó có phải đến từ trong cái provider host không. Đây ý, thì là một cái tính năng trong management để giúp máy tính chúng ta khắc phục được các cái sự cố khi máy tính gặp phải. Tuy nhiên ý, thì cái tính năng này đôi khi nó cũng sẽ chiếm dụng quá nhiều tài nguyên CPU để khắc phục sự cố. Và trong những cái trường hợp như này ý, thì các bạn cần thực hiện những bước sau đây cho mình. Bước 1 thì các bạn có thể mở Task Manager bằng cách Control Switch ESC cho mình. Sau đó các bạn chọn vào cái thẻ là Process. Nếu các bạn thấy tiến trình mà Windows Management này đang ở số phần trăm cao bất thường, ví dụ như là trên 0% liên tục, hoặc là nó có thể nhảy lên khoảng tầm 20-30% liên tục ấy. Bước 2 thì để giải quyết vấn đề thì các bạn cần vào trong cái mục là Open Service cho mình và chọn Restart để khởi động lại cái dịch vụ là Windows Management này nhằm sửa các cái lỗi liên quan đến CPU quá tải 100%. Trong trường hợp tệ hơn ý, thì có thể là máy tính của các bạn đang bị dính virus và bạn sẽ thấy có hai cái tiến trình là WMI PRVSE.exe này. Đó, lúc này thì các bạn cần dùng tới các cái trình diệt virus để khắc phục được các cái sự cố này. Số 2 đó chính là khi các bạn quan sát cái mục là System IDE Process thì cái tính năng này nó là trên máy tính chúng ta, nó giúp chúng ta biết được cái lượng CPU còn trống là bao nhiêu trên máy tính. Nếu ví dụ các bạn thông thường thấy cái mục này mà nó đang ở khoảng tầm 95% ấy thì không có nghĩa là máy tính chúng ta đang hoạt động quá tải, mà có nghĩa là máy tính chúng ta đang chống khoảng tầm 95% trên cái CPU. Và đôi khi người dùng ấy thì sẽ không nhận biết được điều này và cứ nghĩ là máy tính chúng ta đang bị quá tải trong cái quá trình sử dụng. Tuy nhiên thì nó lại hoàn toàn ngược lại, thì trong cái quá trình như vậy ấy, nếu mà cái mục là IDE Process này nó hiện ở cái thông số rất là cao ấy, thì có nghĩa là máy tính các bạn đang gần như là không hoạt động gì. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không lo lắng về cái vấn đề là quá tải CPU nhé. Số 3 là CPU bị quá tải do các bạn sử dụng cái tính năng là SVHot. SVHot thì nó chính là một cái trình chạy ẩn giúp máy tính của bạn có thể là liên tục cập nhật trao đổi các cái file trong cùng một mạng nội bộ trong công ty ấy. Thì nếu mà trong các file nội bộ của bạn có các cái tệp tin quá lớn hoặc là rất là nhiều các tệp tin mà cần đồng bộ ấy, thì nó sẽ liên tục chạy qua máy tính của bạn, thì dẫn đến cái trường hợp là bị quá tải CPU. Và nếu các bạn đang sử dụng máy tính cá nhân hoặc là không phải liên tục cập nhật lên cái mạng nội bộ ấy, thì các bạn có thể tắt cái tính năng này đi bằng những cái bước đơn giản sau đây cho mình. Bước 1 thì các bạn có thể nhấn vào tìm kiếm và tìm kiếm Control Panel cho mình. Sau đó trong cái mục là Network and Internet, các bạn chọn Network and Sharing Center và tiếp tục chọn đến cái mục là Train Advanced Sharing Setting. Và sau đó thì các bạn chọn Turn Off Network Recovery cho mình và chọn Save Train thôi. Sau khi các bạn xếp lại thì các bạn có thể tiếp tục nhấn vào cái phím Windows và chọn Setting và chọn đến cái mục là Update and Security cho mình. Và sau đó lại chọn vào cái mục là Delivery này, và trên cái danh sách bên trái này các bạn chọn Advanced Option. Bước cuối cùng thì các bạn lần lượt đánh dấu vào các cái lựa chọn như mình đánh đây. Và ở cái mục phần trăm ấy thì các bạn đánh cả hai là 5% cho mình. Như vậy thì các bạn đã hoàn thành xong cái quá trình mà tắt cái SVHot đi. Nguyên nhân thứ tư có thể dẫn tới cái tình trạng là treo CPU cũng như CPU hoạt động 100% này là do máy tính các bạn có quá nhiều các cái phần mềm chạy ẩn. Trên máy tính chúng ta thì sẽ có vô vàn các cái phần mềm mà nó cần chạy ẩn. Và không những thế thì khi chúng ta cài các phần mềm lên ấy, thì nó cũng sẽ có một vài phần mềm nó có hỏi chúng ta là có cho phép chạy ẩn hay không. Thì trong những trường hợp như này thì các bạn cần tắt bớt các cái phần mềm chạy ẩn đi, vì khi các cái phần mềm chạy ẩn như vậy nó vẫn sẽ tiếm dụng các cái tài nguyên CPU của chúng ta. Thì để tắt được các cái ứng dụng chạy ẩn thì các bạn chỉ cần chuột phải vào cái Task Manager bên dưới, hoặc các bạn có thể nhấn Control Switch cộng ESC và sau đó các bạn chọn sang cái mục là Process để xem các ứng dụng đang hoạt động. Sau đó thì các bạn chỉ cần chọn là End Process đi là được. Cái nguyên nhân thứ năm mà nó có thể dẫn tới cái tình trạng là treo CPU như này ấy, thì cũng có thể là do các cái trình diệt virus của chúng ta. Trình diệt virus ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ các cái virus độc hại. Tuy nhiên thì các cái trình diệt virus hiện tại ấy, nó cũng chiếm dụng rất là nhiều các cái tài nguyên trên máy tính chúng ta.
thì các bạn có thể là tắt các cái trình duyệt virus này đi để xem CPU nó có hoạt động trở lại bình thường hay không. Và cuối cùng thì trong trường hợp nếu máy tính các bạn đã bị treo CPU quá tải 100% và không thể hoạt động được ấy, thì trong những trường hợp như này thì gần như các cái phần mềm của bạn bị treo trong cái tình trạng là not responding và các bạn không thể làm được gì. Thông thường ấy thì các bạn sẽ phải giữ nút nguồn một khoảng tầm 5 đến 10 giây để máy tính sập đột ngột, đúng không? Những cái cách như này thì nó sẽ gây hại cho cái máy tính chúng ta sau cái quá trình dài chúng ta sử dụng nếu mà phải tắt nhiều lần như vậy ấy. Thì các bạn có thể tham khảo những cái bước khắc phục sau đây nếu trong trường hợp mà các bạn vẫn có thể mở được Task Manager nhé. Bước 1 thì khi mà treo máy các bạn có thể mở Task Manager bằng cách là Control Switch cộng ESC và các bạn chọn sang cái tab là Process cho mình. Và các bạn tìm kiếm cho mình cái tiến trình là explorer.exe này. Thì các bạn có thể chọn cái mục là End Process đi. Sau đó các bạn chọn Run. Và nhập cho mình cái dòng lệnh là explorer.exe rồi nhấn OK. Sau khi hoàn tất thì máy tính các bạn sẽ hoạt động trở lại bình thường và không còn cái tình trạng là bị treo đơ CPU 100% nữa. Và trên đây thì là một vài cái chia sẻ nhanh của sửa chữa laptop 24 giờ tới các bạn về một số cách để có thể khắc phục được cái tình trạng treo CPU cũng như là xử lý trong tình trạng CPU bị treo 100%. Hy vọng với những cái chia sẻ trên của sửa chữa laptop 24giờ.com ấy thì sẽ giúp các bạn có thể là xử lý được các tình trạng CPU bị treo 100% này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho sửa chữa laptop 24 giờ một like và một subscribe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.